sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giao thông vận tải 6 tháng cuối năm 2017, ông Ngô Công Đức, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giao thông Vận tải cùng các ông Đỗ Văn Thơm, Nguyễn Văn Du, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải chủ trì hội nghị trực tuyến tại đầu cầu truyền hình văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh khu vực thành phố Long Xuyên. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố, phòng nước đô thị, phòng kinh tế hạ tầng, thanh tra giao thông, trưởng ban quản lý điều hành bến xe, bến tàu và đại diện các doanh nghiệp và hợp tác xã giao thông vận tải đã tham dự hội nghị cầu truyền hình trực tiếp tại 10 địa bàn trong tỉnh. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2017, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với bộ ngành trung ương, lãnh đạo sở phối hợp chặt với các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải để mời gọi đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 821 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 612 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến mới quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên do Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Úc tài trợ với kinh phí 92,7 triệu USD. Công trình xây dựng cầu Long Bình kết nối tỉnh An Giang, Việt Nam, tỉnh Cà Mau, Vương quốc Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Công trình cầu cái sóng lớn, công trình kiên cố hóa sạt lở quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục triển khai thi công. Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương đã được kiểm tra điều kiện khởi công gói AG3 thuộc quyền Tri Tôn, đồng thời đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng gói AG2 thuộc quyền Châu Thành và Thọ Sơn. Cùng thời gian này, Sở Giao thông Vận tải triển khai công tác lập dự án chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình cầu Nguyễn Thái Học, thành phố Long Xuyên, nâng cấp đường tỉnh 949, nâng cấp đoạn tuyến đường tỉnh 942, nâng cấp tuyến đường liên tỉnh từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, điều chỉnh bổ sung dự án nâng cấp đường tỉnh 943. Các dự án công trình thực hiện đầu tư cũng đã kịp hoàn thành nhiều hạng mục. Các đoạn tuyến thi công đạt và vượt tiến độ kế hoạch đề ra như công trình nâng cấp đường tỉnh 941, 943, 944, dự án nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp đê bao ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên, dự án xây dựng cầu An Lôi Thôi trên đường tỉnh 952 đang tổ chức đấu thầu thi công, dự án xây dựng cầu cắm đầu đường tỉnh 954 đang thực hiện các bước thủ tục giải phóng mặt bằng. Tu sửa chữa bảo đảm giao thông từ nguồn vốn 35% quỹ bảo trì đường bộ nâng cấp đã thi công hoàn thành 20/33 danh mục công trình. Công tác phát quang chặt cây mé nhánh, khơi thông rãnh nước, sửa chữa bổ sung cọc tiêu, vá hiệu, sơn cầu, dập vá hổ gà, gia cố hệ thống cầu, gia cố lề đường, đảm bảo giao thông cho các tuyến đường tỉnh được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục theo đúng kế hoạch. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã thực hiện nâng cấp tổng chiều dài 91,29 km đường, xây mới 21 cầu dài 652 m, tổng vốn đầu tư 59.985 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 9.766 triệu đồng, trung ương hỗ trợ 10.076 triệu đồng, nguồn khác 1.218 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh, huyện. Báo cáo Sở Giao thông Vận tải cho biết sản lượng vận tải 6 tháng đầu năm 2017 về hàng hóa tăng 10,8% so với cùng kỳ, đạt 51% so với kế hoạch. Vận tải hành khách tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 52% so với kế hoạch. Ngành giao thông vận tải tổ chức đào tạo 7.614 lái xe mô tô, 1.458 lái xe ô tô, tổ chức dạy nghề lái máy tàu sắt cho 165 học viên, tổ chức sát hạch 82 khóa mô tô cho 18.116 lượt người dự thi, 65 khóa ô tô cho 2.315 lượt người dự thi lấy giấy phép lái xe, thực hiện kiểm định 14.116 lượt xe, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 10.434 xe cơ giới đường bộ. Bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 372 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, 190 giấy phép lưu vận đường bộ Việt Nam Lào Campuchia, các 1.755 phù hiệu biển hiệu vận tải, 115 giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, 71 giấy phép hoạt động bến khách ngang sông, cấp đổi cấp lại 31.129 giấy phép lái xe và cấp mới 13.297 giấy phép lái xe các hạng. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa qua hệ thống đăng ký trực tuyến dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 trên môi trường mạng Internet,
kết hợp với trả kết quả và nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính chuyển nhanh, bảo đảm đến nhà nơi người dân doanh nghiệp yêu cầu. 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã triển khai hoạt động tuần tra kiểm tra cấp cứu giao thông thủy bộ, thực hiện giải tỏa 15.082 trường hợp lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè, kiểm tra 648 lượt phương tiện chở khách trước khi xuất bến, nhắc nhở 1.237 lượt chủ khai thác, thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên tại các bến khách ngang sông chấp hành pháp luật và các quy định an toàn, tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho 18.787 lượt người tham gia giao thông, nhắc nhở 657 trường hợp, xử phạt 878 trường hợp vi phạm hành chính theo thẩm quyền, nộp kho bạc nhà nước 1.589 triệu đồng. Lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải còn kết hợp với các ngành chức năng tổ chức phân luồng điều tiết giao thông tại khu du lịch Tâm Linh Chùa Bà núi Sam, hỗ trợ di dời khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, trong những tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, đường bộ 54 vụ, đường thủy 2 vụ, làm chết 52 người, bị thương 31 người so với cùng kỳ năm 2016, tăng 14 vụ, tăng 12 người chết, tăng 9 người bị thương. Trong đó tai nạn giao thông đường bộ làm chết 50 người, bị thương 31 người, tai nạn giao thông đường thủy làm chết 2 người. Tại hội nghị trực tuyến, ông Ngô Công Đức, giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo các địa phương trong tỉnh về tình hình hoạt động giao thông vận tải trong 6 tháng đầu năm 2017, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì công trình đường bộ, xây dựng giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Ngô Công Đức nói: đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc của sở, các huyện thị thành triển khai những việc mà chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ sau đây. Đối với huyện thị thành, quan tâm về cái việc quản lý cái kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ, nâng cao cái ý thức người dân tham gia giao thông để đảm bảo cái an toàn giao thông, làm sao chúng ta tuyên truyền cho công tác an toàn giao thông được đến người dân càng sâu rộng, nâng cao được cái nhận thức của người dân để trong quá trình mà tham gia giao thông để đảm bảo an toàn giao thông. Hôm qua thì ngày 11 tháng 7 hôm qua năm 2007 này thì đồng chí chủ tịch tỉnh kiêm trưởng ban an toàn giao thông của tỉnh đã có cái kết luận hết sức là sâu sắc về cái lĩnh vực này. Do đó cũng đề nghị các địa phương chúng ta quan tâm cho cái lĩnh vực về an toàn giao thông. Đây là cái quốc nạn của quốc gia. Xin báo cáo các đồng chí, đây trên toàn quốc chúng ta là 4.125 người chết rồi. Đây là một cái chỉ tiêu mà 6 tháng đầu năm so với cái cùng kỳ nó giảm, nhưng mà đây là cũng số mà các đồng chí nghiên cứu rồi. Nó chết hơn chiến tranh nữa đấy. Chết là so một năm là chết trên dưới là 10 mấy ngàn người, là cũng là hơn chiến tranh. Do đó chúng ta thấy cái chuyện nhỏ nhưng mà tích lợi là toàn quốc chúng ta rất lớn. Mà mỗi địa phương chúng ta quan tâm thì cái số lượng này sẽ được đẩy lùi và giảm bớt cái sự là đau thương cũng như cái sự gánh nặng của xã hội trong cái thời gian tới. Về xây dựng cơ bản thì như các đồng chí đã biết, Ủy ban nhân tỉnh đã phân cấp cho các địa phương cũng như phân cấp cho ngành giao thông trong cái vấn đề mà đầu tư cái kết cấu hạ tầng giao thông. Phải nói là cái đầu tư cho hạ tầng giao thông trong thời gian gần đây cũng có quan tâm. Tuy nhiên cái sức đầu tư cho cái giao thông chúng ta là rất lớn, tại chúng ta là cái vùng đồng bằng sông Cửu Long đất yếu. Báo các đồng chí, khi mà làm đường mà để đạt cấp như để đáp ứng cho cái phương tiện vận tải mà hiện hữu bây giờ hiện nay thì chúng ta cần 1 km để trên dưới 35 tỷ đồng 1 km cho đường cấp 4 đồng bằng. Do đó một sức đầu tư rất là lớn so với cái chuyện mà cái ngân sách hiện nay của tỉnh. Do đó chuyện mà đầu tư cho các tuyến đường để đạt được những tiêu chuẩn đó
thì cần cái nguồn lực rất lớn. Với tinh thần đó thì tỉnh ủy, ủy ban đã kêu gọi, đã có chỉ đạo các sở ngành và kêu gọi nhiều hình thức để tham gia để xây dựng cái hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông, để hoàn thiện hơn, để đáp ứng cho cái sự phát triển xã hội bằng nhiều hình thức. Thì trong đó có BOT, mà hiện nay BOT là cái dự án ở tỉnh ta thì làm dưới hình thức là chỉ cần là làm cầu thay phà. Đây là cái hình thức mà hiện nay là các địa phương đang kêu gọi các nhà đầu tư. Thì hiện nay thì ở chợ mới thì có các dự án đang có 4 cái dự án, và đồng thời ở Châu Phú thì một cái dự án, và tới đây nữa thì ở An Phú thì có một cái dự án cầu Vĩnh Lộc. Đó là những cái hình thức mà chúng ta gọi là BOT, nhằm cái thay thế phương tiện thôi, tức là thế cầu với thay phà để đáp ứng cho cái phát triển xã hội. Do đó rất mong nên các đồng chí về quan tâm vấn đề này, về cái nguồn vốn cho xây dựng cái cầu đường giao thông. Về cái hỗ trợ cái doanh nghiệp là làm công tác vận tải cũng như công tác là đầu tư xây dựng ở trên địa bàn tỉnh An Giang chúng ta, thì vừa qua năm nay thì báo các đồng chí thì năm nay là năm doanh nghiệp mà tỉnh ủy đã có chỉ đạo, và đứng góc độ ngành chúng ta thì có các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh cũng như các doanh nghiệp mà tham gia về công tác đào tạo cho cái lực lượng, cho cái nguồn nhân lực về công cho địa phương về cái lái các phương tiện thủy và phương tiện bộ. Đây ngành giao thông chúng ta rất trân trọng những cái đóng góp của các doanh nghiệp này trong cái thời gian qua. Do đó các cái lực lượng mà để quản lý cũng như các cái lực lượng mà giám sát để cho các cái doanh nghiệp chúng ta thực hiện theo chính sách chủ trương của nhà nước thì hết sức là quan tâm và đảm bảo sao cho sự công bằng cũng như cái định hướng cho cái doanh nghiệp phát triển chung sức để phát triển cho xã hội, góp phần cho phát triển xã hội. Vấn đề này là nên chúng ta nên quan tâm hơn đối với các lực lượng như là trực tiếp như cái lực lượng thanh tra giao thông, phải nâng cao cái quyết tâm, cái trách nhiệm của mình đối với cái xã hội thông qua cái quản lý điều hành cái chính sách nhà nước đối với các doanh nghiệp. Cái nữa là cái để thể hiện cái trách nhiệm đó thì cái ngành giao thông chúng ta có cái lực lượng thanh tra là cái lực lượng mà thường xuyên tiếp xúc với cái doanh nghiệp vận tải cũng như cái bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Thì tôi đề nghị các đồng chí làm trách nhiệm thường xuyên cập nhật những cái văn bản pháp luật, từng bước cái hoàn thiện cái sổ tay thanh tra mà vừa rồi ban giám đốc đã nghiên cứu để áp dụng những cái thông tư chỉ thị, những cái pháp luật quy định cho ngành thanh tra giao thông chúng ta, để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ thanh tra, để tham khảo thi hành cái nhiệm vụ chúng ta được tốt hơn trong vấn đề mà quản lý điều hành kết cấu hạ tầng xã hội. Đối với phòng kinh tế hạ tầng cũng như quản lý đô thị cần quan tâm cái các cái xã có cái danh sách mà nằm trong cái xây dựng giao thông nông thôn mới. Đây là cái định hướng phát triển cũng như cái nâng cao cái đời sống của người dân ở nông thôn cho cái sự phát triển xã hội. Đề nghị các đồng chí quan tâm để cập nhật và theo dõi những cái chỉ tiêu của ngành, trong đó có chỉ tiêu 2.2 để xây dựng cái nông thôn mới được hoàn thiện hơn. Và hiện nay thì vào mùa mưa lũ đã về, tức là ở đồng bằng sông Cửu Long ta thì có 6 tháng khô và 6 tháng ướt. Hiện nay là đầu mùa lũ, do đó cái sự quan tâm của địa phương cũng như cái lực lượng thanh tra về cái phương tiện thủy càng ngày phải được quan tâm. Các bến đò, bến khách ngang sông chúng ta quan tâm và nhắc nhở các doanh nghiệp, các chủ phương tiện đưa đò ngang để làm sao
để đảm bảo giao thông cũng như đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khi qua các cái bến bãi này đúng với quy định hiện hành chúng ta. Một cách 6 tháng vừa rồi thì qua sơ kết, qua cái báo cáo sơ kết thì cũng nổi lên cái nổi bật của ngành chúng ta là cái cải cách hành chính. Đây là cái vấn đề mà đã được Thường trực Ủy ban tỉnh quan tâm ở trong cái năm doanh nghiệp này, là một cái giai đoạn để chúng ta rút ngắn được thời gian hỗ trợ doanh nghiệp trong các thủ tục cũng như các người dân trong các giấy tờ cấp phép lái xe các bến bãi cho nó phù hợp với cái quy định hiện hành. Tuy nhiên để rút ngắn được thời gian đó thì chúng ta cần có những cái cách cho nó phù hợp. Thì hiện nay là sở đã thực hiện được vấn đề này, và đồng thời các đồng chí là chuyên môn cũng nên quan tâm, nên cải cách hơn nữa để làm sao cái thời gian mà quy định của pháp luật được xử lý cho người dân được càng ngày càng ngắn thì càng tốt. Với tinh thần đổi mới và phát triển để phục vụ tốt hơn, có hiệu quả hơn cho người dân với doanh nghiệp, Sở Giao thông phải tiếp tục cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tiến hành đồng thời có cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất là củng cố kiện toàn hành chính chỗ một cửa, cái rà soát và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ những rườm rà, những gây phiền hà cho người dân, và triển khai cái nghị quyết là 3313 của Ủy ban tỉnh là thực hiện cắt ngắn thời gian giải quyết từ 124 trên 161 thủ tục hành chính ở lĩnh vực giao thông tải thuộc thẩm quyền, đảm bảo cái thời gian là trả kết quả đúng hạn, không để hồ sơ tồn động trễ hạn như trước đây. Đặc biệt là sở đã triển khai là cung cấp cái dịch vụ là trực tuyến ở mức độ 4, tạo điều kiện cho các người dân và doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký giải quyết thủ tục hành chính qua mạng internet từ những cái chiếc điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, laptop, chiếc máy tính bàn, nhân dân, hạn chế được việc phải đến tại cơ quan để giao dịch, loại bỏ các giấy tờ không cần thiết. Đây là cái nhu cầu mà đặt ra cái cải cách hành chính của Sở Giao thông cũng như trong ngành chúng ta càng ngày càng ngắn gọn để chúng ta bước tới cái cách hành chính. Vừa rồi thì xin báo cáo với hội nghị, vừa rồi thì sở cũng sơ kết cái thực hiện cái ISO để đáp ứng cho cái công tác là thủ tục hành chính cũng như là cải cách hành chính, thì đã giảm bớt được một số thủ tục là đáng kể cho ngành. Trước khi họp này thì đồng chí phó chủ tịch Tiên Nưng thì có chỉ đạo trực tiếp tôi là về cái xây dựng cái nông thôn mới, và trong đó đồng chí nhấn mạnh về cái dự án cái đầu tư xã hội hóa cái cầu nông thôn. Xin báo cáo với hội nghị thì đây là cái dự án mà được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cho ngành tham mưu từ năm 2016, đầu 2016. Thì đến nay thì dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy thông qua và quyết là sẽ triển khai vào tháng 8 năm 2017 này. Đây là cái chuyện mà xin báo cáo với các đồng chí ở các huyện thị thành để chúng ta có cái lộ trình thực hiện cái dự án này. Trên dưới 337 cái cầu này với hình thức là xã hội hóa, kêu gọi đầu tư của nhiều hình thức, để từ tháng 8 chúng ta có lộ trình kêu gọi, thì cũng đề nghị các đồng chí ở các địa phương chúng ta cập nhật lại những cái công trình, những cái cầu mà trước đây chúng ta đã có cập nhật nhưng mà đã thực hiện rồi, thì chúng ta lội ra để chúng ta tiếp tục làm những cái cầu cần thiết, những cái cầu có tải trọng yếu, những cái cầu là đã xuống cấp có thứ tự ưu tiên, để đưa vào dự án để tháng 8 này chúng ta bắt đầu một cái cuộc kêu gọi có tầm quy mô là của cấp tỉnh để kêu gọi các đầu tư các cái cầu này. Rất mong là sự quan tâm của cấp ủy địa phương cũng như
các phòng ban và nhân dân ở địa phương thực hiện cái xã hội hóa cái cầu nông thôn, để sao cho đến năm 2020 và sau năm 2020 chúng ta hoàn thành cái các cầu yếu này trên địa bàn tỉnh, để xây dựng được cái mạng lưới giao thông gọi là nó đồng cấp, nó không còn cục bộ, không còn những cái vướng ngại vặt về vận chuyển hàng hóa từ nông thôn đến thành thị. Có những tải trọng phải trên từ 8 tấn. Đây là cái yêu cầu mà mục đích để phát triển cái mạng lưới giao thông chúng ta. Cuối cùng, qua những cái thông tin mà trao đổi với hội nghị thì cuối cùng cũng chúc hội nghị chúng ta thành công, và chúc các đồng chí tham gia hội nghị có một cái sức khỏe dồi dào. Và qua cái buổi sơ kết này thì rất mong các đồng chí có những cái chỉ đạo cho các địa phương cũng như các phòng ban của địa phương thực hiện cái chính trị của mình, để cho địa phương chúng ta càng ngày càng được nâng cao về cái mạng lưới giao thông nói riêng, và cái phục vụ kinh tế, phát triển kinh tế của địa phương càng ngày càng được giàu mạnh. Xin trân trọng kính chào. Hẹn gặp lại trong chương trình thông tin giao thông vận tải An Giang tiếp theo. Chúc bà con và các bạn ngày làm việc năng động, hiệu quả.